Kính thưa quý vị và các bạn, trong các tác phẩm nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, đề tài viết về tình yêu luôn có sức sống mãnh liệt diệu kỳ. Nói đến tình yêu, chúng ta sẽ nhớ đến bao cung bậc cảm xúc, nhớ thương, đợi chờ, giận hờn, vu vơ, cả những ký ức về quê hương, về một tình yêu của tuổi trẻ dại khờ. Chương trình tác giả tác phẩm hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị ca khúc Em mãi yêu anh, một sáng tác mới về đề tài tình yêu. Hy vọng ca khúc này sẽ mang đến cho quý vị thêm một giai điệu ngọt ngào về tình yêu đôi lứa. Một người con của vùng quê Bắc Bộ, ông sinh ra từ cái nôi văn hóa với hình ảnh gần gũi của làng quê có cây đa, bến nước, đình làng. Nơi làng quê ấy có dòng sông chảy mãi hiền hòa, những bãi biển dạt dào sóng nước. Hữu Bắc là người yêu thích thơ, có nhiều hoài niệm với những tình cảm xưa cũ. Tính cách đó đã được ông gửi gắm vào nhiều bài thơ đã được phổ nhạc thành công. Trong tác phẩm gần nhất Em mãi yêu anh, cái duyên với xứ Nghệ đã được ông khéo léo gửi gắm vào trong thơ của mình. Tác giả Văn Định là nhạc công của Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Với vai trò của nhạc công, đã tham gia hoạt động âm nhạc khoảng 20 năm nay. Gần đây tác giả Văn Định đã khám phá niềm đam mê âm nhạc khi quyết định thử sức với lĩnh vực sáng tác và để lại dấu ấn tốt với công chúng qua một số tác phẩm như Em gửi anh vào câu ví dặm, Chuyện tình sông Lam, Nồng nàn thành Vinh. Ca khúc Em mãi yêu anh, phổ thơ Hữu Bắc tiếp tục là một gam màu mới mẻ của anh trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc. Bài thơ viết về giai điệu của tình yêu, sự lãng mạn, thủy chung, chờ đợi, xón xắc. Và thơ anh cũng là cái tâm hồn của con người anh. Và tôi thấy giai điệu ban đầu vang lên thì chưa đủ, tôi phải sử dụng cái phương pháp đảo ảnh, đảo ngược thơ và để cho nó mềm mại, nó da diết hơn, nó đằm thắm hơn. Với chất liệu thơ như vậy thì tôi sử dụng cái phương pháp âm nhạc làm nhẹ nhàng, trẻ trung và trữ tình bằng cái lối âm nhạc để đẩy cái cao trào cảm xúc của tình yêu, nỗi nhớ nhung chờ đợi của tình yêu đôi lứa mãnh liệt và trào dâng hơn. Nó đong đầy nỗi nhớ để cho tình yêu được trọn vẹn, đầy đủ hơn. Kính thưa quý vị, tác giả Hữu Bắc đã không ít lần thổ lộ, ông là người khá hoài niệm với những giá trị xưa cũ. Với những phần thơ làm nên tác phẩm Em mãi yêu anh là sự phảng phất nỗi lòng kìm nén về một tình yêu đẹp mà ông đã dành cho người con gái đang ở phương trời xa.
Tác phẩm không chỉ là sự gửi gắm ký ức thanh xuân, mà còn là cách để ông kết nối gần gũi hơn với xứ Nghệ bằng một lời tự tình trong âm nhạc. Vinh dự cho tôi được hòa âm ca khúc Em Mãi Yêu Anh của tác giả thơ Hữu Bắc và tác giả nhạc Văn Đình. Khi giai điệu vang lên, tôi thấy được chất liệu bài hát viết theo dòng dân gian trữ tình. Vì vậy nên tôi đã dùng hai nhạc cụ chủ đạo trong bản hòa âm, đó là kèn saxophone và guitar classic, nhằm truyền tải được nội dung của ca khúc cũng như tạo các cái điểm nhấn để bài hát nó ấn tượng hơn. Trong bài hát, nhạc sĩ Văn Đình đã dùng những quảng rồng để tạo ấn tượng của ca khúc, và đặc biệt là giai điệu tươi trẻ mới mẻ phù hợp với thị hiếu công chúng hiện tại. Tôi thấy bài hát này khá là thành công, hy vọng được lan tỏa và đón nhận được tình cảm của mọi người. Bao chuyện tình có thể kết thúc trong sang giờ đợi chờ. Có những chuyện tình đưa ta đến sự viên mãn ngọt ngào, nhưng với Em Mãi Yêu Anh là một tiếng lòng khe khẽ của chàng trai đất cảng đã khéo chọn trao gửi cho người con gái mình yêu. Có lẽ vậy mà ca khúc Em Mãi Yêu Anh vẫn có một vẻ đẹp rất riêng, có chút đằm thắm mà vẫn nồng nàn như con tim thổn thức đang yêu. Phần cuối chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Em Mãi Yêu Anh, thơ Hữu Bắc, nhạc Văn Định do ca sĩ Khánh Huyền trình bày. Dải lúa xuân thì...
anh có nghe tiếng sáo diều nhung nhớ. Về đi anh, em mãi đợi anh về. Hãy subscribe.